Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Nắng nóng hơn 100 độ F sẽ biến Nam California thành lò lửa đầu tuần này. Các nhà dự báo cho biết là một đợt nắng nóng khiến cho nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F sẽ biến Nam California thành lò lửa vào đầu tuần này, theo nhật báo Orange County Register cho biết. Cảnh báo nhiệt độ rất cao bắt đầu từ thứ Hai sẽ kéo dài cho đến tối thứ Ba tại các thung lũng San Fernando và San Gabriel. A Mike Woodford thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết là vùng thung lũng San Fernando Valley dự trù sẽ có nhiệt độ nóng nhất trong khu vực từ 105 độ F đến 110 độ F. Cảnh báo nhiệt độ quá cao có hiệu lực cho đến tối thứ ba đối với các quận hạt San Bernardino County, Riverside County và Hemet County nơi mà nhiệt độ có thể lên tới 107 độ F. Tại Orange County thì các thành phố như Irvine và Anaheim sẽ có nhiệt độ từ trên 90 độ F đến gần 100 độ F trong suốt thứ hai và thứ ba. Các thành phố ven biển có thể sẽ tránh được nắng nóng quá mức. Vào thứ tư giữa tuần thì nhiệt độ mát hơn và tiếp tục kéo dài đến hết tuần cảnh sát điều tra vụ ám sát ở Bắc Hollywood. Các thám tử của Sở Cảnh sát Los Angeles đang mở cuộc điều tra sau khi một người đàn ông 52 tuổi được phát hiện đã chết trên đường Carpenter ở phía Bắc Hollywood. Cảnh sát nhận được cuộc gọi và có mặt tại hiện trường vào chiều ngày 27 tháng 8. Khi đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông đã bị bắn chết bằng một phát đạn duy nhất. Danh tính nạn nhân được xác định là Mario Palacio. Điều tra sơ bộ cho thấy ông Palacio đang đi dọc về hướng nam đường Carpenter thì một chiếc xe lái lại gần và bắn chết ông này từ bên trong xe. Chiếc xe sau đó lái ngược về phía bắc đường Carpenter. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Cảnh sát khuyến khích ai có thông tin về hung thủ xin gọi vào số điện thoại chỉ điểm của sở cảnh sát để cung cấp chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Người Mỹ gốc Á tiếp xúc các chất hóa học gây ung thư cao nhất so với chủng tộc khác. Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ môi trường, tức là Environmental Science and Technology, người Mỹ gốc Á có mức độ tiếp xúc với hóa chất vĩnh viễn hay còn được viết tắt là PFAS liên quan đến ung thư cao hơn đáng kể so với chủng tổng khác. Theo NBC News đã loan tin vào ngày 28 tháng 8 như trên, giáo sư Sally Leo, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc khoa Y trường Đại học Econ School of Medicine at Mount Sinai Nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về tác động của việc tiếp xúc với PFAS đối với người gốc Á, đồng thời lưu ý rằng chủ đề người Mỹ gốc Á thường ít được trình bày trong nghiên cứu y học. Nghiên cứu cho thấy là người Mỹ gốc Á có mức PFAS trung bình cao hơn 88% so với người da trắng. Sự chênh lệch này vẫn tồn tại ngay cả khi kiểm soát tình trạng kinh tế xã hội các hợp chất pfas có thể tích tụ trong cơ thể theo thời gian và có liên quan đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bao gồm tăng nguy cơ ung thư và giảm khả năng sinh sản mặc dù lý do chính xác khiến cho người mỹ gốc á tiếp xúc nhiều hơn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng các nhà nghiên cứu suy đoán rằng là các yếu tố như nguồn gốc nhập cư khác nhau chế độ ăn uống đa dạng và tập quán văn hóa có thể góp phần vào sự chênh lệch này ví dụ mức tiêu thụ cá nước ngọt thường liên quan đến ô nhiễm PFAS cao hơn ở người Mỹ gốc Á. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những khác biệt về phơi nhiễm này, nhưng việc giảm thiểu phơi nhiễm rất phức tạp do thiếu quy định về hóa chất tổng hợp ở Hoa Kỳ. Một số chính sách cho thấy là nhiều hứa hẹn, chẳng hạn như luật của tiểu bang Maine yêu cầu báo cáo về các sản phẩm có chứa PFAS có chủ đích và Liên Âu đã đề nghị cấm hóa chất vĩnh viễn vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của sài gòn tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả